Cháu chào ông ạ. Sao sếp đến đây? Tôi đại diện Gara đến thăm ông. Đại diện mà đi một mình à? Cô không hiểu từ đại diện là gì à? Ông ạ. Ông thấy đỡ hơn chưa? Cháu bận quá nên giờ mới đến thăm ông. Không phải khách sáo, công việc bận bịu không đến cũng được, chỉ mong cháu để mắt tới sân ca cho ông là được rồi. À này, sao không đưa cái Vân đến đây? Em gái cháu cũng muốn tới nhưng nó ngại chỗ đông người không ạ? Em cháu thật may mắn vì có một người anh tốt như cháu. Giá mà sân ca cũng có một người anh như cháu thì ông yên tâm. Ông lại thế? Ông mà như vậy nữa giận đi về đấy. Bảo lấy chồng đi lại không chịu cơ. À này, ông Quân mấy hôm nay đi đâu nhỉ? Hôm trước thấy anh ấy đến đây trông không được khỏe lắm. Có chuyện gì không? À, anh ấy bận lắm. Cháu bảo khi nào rảnh thì vào rồi. Ông em lớn tuổi rồi, nếu có nói gì không phải, anh đừng để ý. Anh vẫn giận chuyện cá đông lạnh à? Ai thèm chấp trẻ con. Mà cô cũng bỏ bia rượu đi, hư người đấy. Nếu có thèm quá thì rủ bạn bè đi cùng, rủ không ai đi cùng thì về nhà đắp chăn đi ngủ. Chứ đừng có mà đi uống rượu một mình, lỡ xảy ra chuyện gì thì... Em làm gì có bạn? Có mỗi Vân thì làm sao mà rủ đi uống rượu được? Thế cô đã hết buồn chưa? Mà cái loại đàn ông như thế thì buồn làm cái gì? Sao anh biết? Thì say, nói làm nhảm lộ hết chứ sao? Nói hết buồn thì làm sao mà hết ngay được? Dù gì cũng bên cạnh nhau 5 năm. Buồn cười nhỉ? Người như cô mà cũng bị lừa. Mặc kệ cũng lạ. Ở bên nhau lâu như thế mà cô không phát hiện ra dấu hiệu nào là nó là kẻ bắt cá hai tay à? Thực ra vì tin tưởng nên không để ý. Cũng có ngờ ngợ. Xong lại xua đi. Vì em không tin là người ở bên cạnh mình lâu như vậy lại làm tổn thương mình. Có những người tốt đơn giản chỉ vì họ chưa có cơ hội để xấu. Cô đừng tin người quá. Bây giờ em chả quan tâm gì cả. Em chỉ muốn tập trung đi làm kiếm tiền để chữa bệnh cho ông. Còn ông là con tất cả.